Xin được kính chào quý vị khán giả, các bậc phụ huynh và đặc biệt là các em học sinh đang theo dõi chương trình tư vấn tuyển sinh do Học Mãi tổ chức. Thầy là Võ Anh Tuấn, giáo viên môn tiếng Anh của Học Mãi. Và các em thân mến, trải qua 6 chương trình thì Học Mãi tự hào là đơn vị đầu tiên tổ chức các chương trình tư vấn tuyển sinh kết hợp với những trường đại học lớn trên cả nước để cho chúng ta nắm được thông tin nhanh, chính xác cũng như là có thêm nền tảng để có thể lựa chọn được trường đại học mơ ước của mình. Và hôm nay thì đến với chương trình thì thầy cũng rất là vui được giới thiệu là có những đại diện từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đầu tiên thì xin được giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Ban Quản lý Đào tạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Xin kính chào quý vị phụ huynh, chào các em sinh viên tương lai. Xin được giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Hiền, trưởng khoa quan hệ công chúng và quảng cáo của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Xin chào tất cả các bậc phụ huynh, các vị khán giả và các em học sinh. Và xin được giới thiệu bạn là sinh viên Minh Phương, sinh viên năm 3 của Học viện Báo chí Tuyên truyền cũng như là chủ nhiệm câu lạc bộ CSC Kỹ năng Truyền thông. Xin chào các bậc phụ huynh cũng như các em học sinh đang xem chương trình. Vâng ạ, và các em thân mến, nội dung chia sẻ hôm nay của chúng ta sẽ bao gồm những mục chính sau đây. Thứ nhất là chia sẻ cũng như là tư vấn về các phương thức tuyển sinh của năm 2021 của nhà trường. Tiếp theo sẽ là các ngành học cũng như là các chỉ tiêu học của năm nay. Và cùng với đó thì các cô cũng sẽ chia sẻ chúng ta những cái ngành nổi bật mà chúng ta có thể quan tâm. Sau đó sẽ là cơ hội việc làm cũng như là mức lương mà chúng ta có thể kỳ vọng được sau khi mình ra trường. Và cuối cùng sẽ là phần chia sẻ về đời sống của sinh viên cũng như là giải đáp những thắc mắc mà chúng ta có. Các em thân mến, có thể nhiều bạn chưa biết thì trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền là một trong những trường đại học trọng điểm quốc gia của Việt Nam và trường cũng là trường trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Vậy thì xin được hỏi cô Thủy, phải chăng đây chính là điểm đặc biệt của trường và cô có thể chia sẻ là lý do nào mà các em học sinh nên lựa chọn Học viện Báo chí Tuyên truyền không ạ? Vâng, cảm ơn thầy anh Tuấn. Học viện Báo chí Tuyên truyền thì có nhiều điểm đặc biệt lắm. Câu chuyện đầu tiên là trường của chúng tôi là trường đại học, là trường đảng duy nhất trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Trường hiện nay đang đào tạo trong hai lĩnh vực chính, đấy là báo chí truyền thông và lý luận chính trị, với 41 chương trình đào tạo. Trong đó thì có một chương trình liên kết quốc tế mà cô Minh Hiền đang là chủ nhiệm chương trình, 5 chương trình chất lượng cao và 35 chương trình hệ đại trà. Nói là trường đảng nhưng mà trường của chúng tôi không hề khô khan ạ. Đừng có nghĩ là trường đảng là khô khan. Các bạn có thể biết đến Học viện Báo chí Tuyên truyền với những cái tên thân thương khác mà các sinh viên đã từng đặt cho học viện. Ví dụ như là Học viện Tổ chức Sự kiện, Học viện Cây cảnh Trung ương nữa. Trường thì nằm trong top 10 trường đại học đẹp nhất của Hà Nội đấy ạ. Và khi mà tham gia vào học tập tại học viện thì các bạn sẽ được hòa mình vào trong một cái môi trường học tập và các cái hoạt động xã hội rất là sôi nổi. Vì trường có rất nhiều những cái hoạt động đội, hội, nhóm, các câu lạc bộ sinh viên mà bạn Minh Phương này chủ nhiệm một trong số các cái câu lạc bộ của học viện liên quan đến việc là rèn luyện các cái kỹ năng hoặc là đấy cũng là cái môi trường để cho sinh viên có thể thực tập, có thể trải nghiệm, có thể rèn luyện những cái kiến thức kỹ năng mà các thầy cô đã chia sẻ với các bạn ấy trong quá trình học tập ở trên lớp. Ngoài ra thì nó cũng là cái môi trường để rèn luyện về phẩm chất đạo đức, về lối sống, về tác phong của một sinh viên trường đảng. Nó sẽ có những cái khác biệt so với những sinh viên các cái trường khác ngoài khối trường đảng. Có lẽ là phải vào học viện và phải trải nghiệm cuộc sống ở học viện thì mới có thể cảm nhận được đầy đủ những cái khác biệt của học viện. Tôi thì cũng có điều kiện làm việc với vài bạn sinh viên Học viện Báo chí thì là các em ấy đều rất là tự tin, là đều khẳng định là em là sinh viên của trường đảng. Có thể đây cũng là một đặc điểm đặc biệt của trường. Thầy Tuấn có biết là ngày trước ấy thì trường đảng mọi người nói rằng là Học viện Báo chí là ngôi trường mà đàn ông thì già, đàn bà thì xấu. Nhưng mà bây giờ thì quên ngay cái ý tưởng đấy đi, bởi vì là học viện còn là cái nôi có hoa hậu này, có á hậu này, và hàng năm có cuộc thi Press Beauty tài sắc nữ sinh báo chí này, cùng với rất nhiều những cái hoạt động khác, nhưng mà trai xinh gái đẹp và học lại còn rất giỏi, cực kỳ năng động. Vâng, đúng rồi, có thể nói là năng động là đặc điểm rất là rõ của học viện sinh viên Học viện Báo chí. Và thưa cô thì là theo như tôi tìm hiểu thì Học viện Báo chí Tuyên truyền là một trường học đa ngành. Và tất nhiên là các ngành chủ yếu sẽ liên quan đến lĩnh vực báo chí và chính trị lý luận. Thì cụ thể thì cô có thể giới thiệu là hiện nay trường mình đang đào tạo bao nhiêu chuyên ngành và cái chỉ tiêu của năm nay thế như thế nào không ạ? Như vừa mới chia sẻ thì hiện nay ở bậc đại học là chúng tôi có 41 chương trình đào tạo.
Trong đó thì có một chương trình liên kết quốc tế, 5 chương trình chất lượng cao và 35 chương trình đại trà. Và với hai lĩnh vực chính là báo chí và lý luận chính trị. Nếu mà nói điển hình trong cái lĩnh vực báo chí truyền thông thì cùng với ngành báo chí sẽ là ngành quan hệ công chúng quảng cáo của cô Minh Hiền. Và chắc là cô Minh Hiền sẽ có thêm những cái thông tin chia sẻ cụ thể hơn về cái ngành rất là hấp dẫn, rất là hot và điểm chuẩn rất cao trong những năm vừa qua. Vâng. Có lẽ là cũng cùng trong cái niềm tự hào là một trong những khoa đào tạo mũi nhọn trong nhà trường và đứng trong cái hàng ngũ của các khoa của Học viện Báo chí Tuyên truyền, thì chúng tôi cũng rất là vui bởi vì là lúc nào cũng được học trò thân thương gọi chúng tôi là trường báo, tức là ngoài cái từ được gọi là trường đảng thì chúng tôi được gọi một cái từ thân thương là trường báo. Nói như vậy để có nghĩa rằng chúng tôi hiểu cái sứ mệnh của mình là một trong những cái đơn vị mà có lẽ là mình cũng đi đầu trong cả nước về đào tạo về báo chí truyền thông, và bản thân khoa quan hệ công chúng và quảng cáo thì cũng là một trong những cái khoa mà đầu tiên trong cả nước đào tạo ngành quan hệ công chúng và quảng cáo. Và khi mà chúng tôi thành lập thì có lẽ là tại thời điểm đó thì ở trên thế giới thì cái ngành truyền thông quan hệ công chúng thì cũng đã rất là phát triển rồi. Nhưng mà tuy nhiên thì ở Việt Nam thì ngành truyền thông nó mới manh nha thôi. Và khi mà chúng tôi thành lập thì chúng tôi hiểu được cái những sứ mệnh của mình là đào tạo ra một cái nguồn nhân lực chất lượng cao về quan hệ công chúng, quảng cáo, về marketing, về truyền thông cho cả nước. Và nó đã cái việc đào tạo một cách bài bản đó đã tạo ra một cái động lực thúc đẩy cho cái sự phát triển của ngành. Và đến nay thì chúng ta đã thấy được là cái ngành truyền thông của chúng ta đã thực sự rất là nở rộ. Và chúng ta thấy là không phải chỉ Học viện Báo chí Tuyên truyền mà rất nhiều các cái trường khác trong cả nước cũng đang đào tạo ngành này. Và chúng ta thấy là cái công việc mà gọi là làm truyền thông đó thì nó cũng đang được rất nhiều các cơ quan tổ chức cần đến. Tôi lấy ví dụ như là các cái tổ chức nhà nước, các cái cơ quan của Đảng, rồi ngoài ra các cái tổ chức phi chính phủ, hay là kể cả là đặc biệt là các doanh nghiệp, và thậm chí nó còn có cả một loạt các cái mô hình của các cái agency, các cái tập đoàn truyền thông đa quốc gia, và kể cả các agency trong nước ở quy mô vừa và nhỏ hay kể cả quy mô lớn. Thì với một cái môi trường truyền thông ngày càng rộng mở và có cái cơ hội việc làm rất là lớn, thì bản thân người học hiện nay đang đứng trước những cái cơ hội rất lớn trong cái việc tuyển dụng. Và đối với khoa quan hệ công chúng và quảng cáo thì chúng tôi cũng có những cái thế mạnh riêng của mình trong cái việc đào tạo một cái ngành truyền thông mang tính ứng dụng, một cái hoạt động truyền thông mang tính chuyên nghiệp. Và khi mà đào tạo về truyền thông thì chúng tôi luôn luôn gắn cái vấn đề về lý thuyết và vấn đề thực hành để làm sao mà sinh viên có cái cơ hội được thực hành nhiều hơn. Và một trong những cái điểm quan trọng nữa là chúng tôi luôn luôn kết nối với các cái doanh nghiệp, các cái CEO, những nhà chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông trong cả nước để họ có thể có cơ hội đến chia sẻ với các em và các em có cơ hội được đến gần với thị trường hơn. Thì đó là sơ qua một chút về khoa quan hệ công chúng và quảng cáo. Như vậy là có thể thấy là ngành quan hệ công chúng mà các bạn học sinh hay biết đến một cái tên là PR đúng không ạ? Vâng. Thì là một ngành mà đang rất là nổi bật trong những năm gần đây. Vâng, vâng ạ. Vâng, thưa cô Thủy thì là hiện tại thì đang là trong khoảng thời gian nước rút của các em đang chuẩn bị thi đại học. Thì không biết thì cô có thể chia sẻ với các bạn đấy về cái chỉ tiêu, cái phương thức tuyển sinh của trường năm nay có gì đổi mới so với năm ngoái không ạ? Nhà trường chúng tôi chủ trương là giữ ổn định cái phương thức tuyển sinh để cho các bạn thí sinh cũng có cái cơ hội chuẩn bị có tính chất dài hơi cho cái việc tham gia xét tuyển vào học viện. Năm nay chúng tôi vẫn duy trì 4 phương thức tuyển sinh. Thứ nhất là xét tuyển bằng học bạ, chúng tôi sẽ dành tối đa là 30% chỉ tiêu. Và việc xét học bạ này thì sẽ căn cứ vào kết quả điểm học tập bậc trung học phổ thông của năm học kỳ. Chúng tôi không tính đến học kỳ 2 của năm lớp 12. Sẽ là năm học kỳ đầu của bậc trung học phổ thông. Và điều kiện là trong những năm trước ấy, thì cũng có những năm chúng tôi yêu cầu là chỉ xét học bạ đối với học sinh trường chuyên, trường năng khiếu hoặc là có học lực loại giỏi trở lên. Nhưng mà để có thể mở rộng cửa cho các bạn thí sinh có cơ hội tham gia vào học viện, thì bây giờ chúng tôi xét học bạ chỉ yêu cầu là học bạ trong từng kỳ bậc trung học phổ thông đạt 6,0 trở lên, hạnh kiểm khá. Cái câu chuyện hạnh kiểm cũng là rất quan trọng, bởi vì trường đảng nó cũng phải có một cái gì đó nó có điểm nhấn ngay từ đoạn đầu là phải có cái khác biệt yêu cầu đến phẩm chất đạo đức, cái sự rèn luyện của thí sinh trong suốt bậc học trung học phổ thông. Đấy, thì như đã đề cập là với việc xét học bạ, chúng tôi không yêu cầu loại trường là trường chuyên hay trường năng khiếu hay là trường công lập, trường dân lập, trường bán công. Chúng tôi không phân biệt việc đó và chỉ yêu cầu là học bạ bậc trung học phổ thông trong từng kỳ tối thiểu 6,0 trở lên, hạnh kiểm đạt loại khá. Vậy là các bạn đủ điều kiện để nộp hồ sơ xét tuyển bằng học bạ. Chúng tôi sẽ dành tối đa 30% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển này. Phương thức xét tuyển thứ hai là xét tuyển căn cứ kết quả thi tốt nghiệp.
với mỗi ngành chuyên ngành ở học viện thì đều có 4 tổ hợp có thể đăng ký xét tuyển vào học viện. Các bạn sẽ sử dụng kết quả thi trung học phổ thông. Riêng với ngành báo chí thì các bạn sẽ phải dự thi bài thi năng khiếu báo chí tại học viện để lấy điểm kết hợp với 2 môn khác ở bậc trung học phổ thông, tạo thành tổ hợp 3 môn xét tuyển vào học viện. Ngành báo chí thì bài thi năng khiếu báo chí sẽ tính hệ số 2. Các ngành như là quan hệ công chúng của cô Hiền, quảng cáo, quan hệ quốc tế, truyền thông marketing, ngôn ngữ Anh thì môn tiếng Anh sẽ tính hệ số 2. Ngành lịch sử Đảng thì môn lịch sử sẽ tính hệ số 2. Còn thì các ngành khác của học viện thì các môn sẽ đều tính là hệ số 1. Chúng tôi dành tối đa 70% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển này. Phương thức thứ ba là xét tuyển kết hợp. Trong những năm trước thì thường là các bạn hiểu là xét tuyển thẳng. Nhưng mà năm nay thì chúng tôi sử dụng chính xác thuật ngữ là xét tuyển kết hợp, tức là thí sinh có chứng chỉ IELTS hoặc là tương đương đạt 6,5 trở lên, kết hợp với học lực loại khá, kết hợp với hạnh kiểm loại tốt thì sẽ được đăng ký xét tuyển vào các ngành của học viện. Và chúng tôi sẽ dành tối đa 20% chỉ tiêu cho phương thức này, xét tuyển kết hợp căn cứ vào chứng chỉ quốc tế IELTS. Các bạn có thể băn khoăn là tại sao bên trên thì tối đa 30% chỉ tiêu đây, xong rồi tối đa 70% chỉ tiêu cho xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp, đến đây lại tối đa 20% chỉ tiêu, tức là chúng tôi sẽ cân đối. Nếu như mà lấy nhiều ở phương thức này thì sẽ phải bớt ở phương thức kia đi, đảm bảo đủ cái chỉ tiêu cho ngành đó. Ngoài ra thì sẽ là xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển với thí sinh đạt giải quốc gia, đạt giải trong các cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc tế, hoặc là những cái đối tượng ưu tiên anh hùng lực lượng vũ trang theo đúng các cái quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo. Đấy, thì đó là chúng tôi có 4 phương thức xét tuyển duy trì ổn định như năm trước. Như vậy là một thông tin vui với chúng ta, đó là Học viện Báo chí Tuyên truyền thì là cái phương thức tuyển sinh thì nó không thay đổi đúng không ạ? Vậy thì về chính sách cộng điểm ưu tiên xét tuyển thì có những cái điều gì quan trọng mà các bậc phụ huynh cũng như các học sinh cần chú ý không ạ? Thí sinh mà đạt chứng chỉ IELTS 6.5 trở lên thì được xét tuyển kết hợp, tức là gần như là xét tuyển thẳng nếu như mà nằm trong phạm vi 20% chỉ tiêu. Tuy nhiên thì có những bạn là IELTS 6 chấm hoặc là 5.5, chúng tôi cũng sẽ có những cái ưu tiên để quy đổi điểm cho các bạn ấy, tính thay thế điểm điểm thi môn tiếng Anh để xét tuyển căn cứ kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, hoặc là cộng thêm điểm vào điểm xét học bạ. Đấy là cái ưu tiên thứ nhất. Thứ hai là với những bạn mà đạt giải nhất nhì ba cấp quốc gia trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi môn văn hóa thì đã được tuyển thẳng hoặc là ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ. Tuy nhiên thì giải khuyến khích ấy, thì bạn ấy sẽ được tuyển thẳng bậc cao đẳng. Học viện không tổ chức đào tạo bậc cao đẳng, vậy thì chúng tôi cộng điểm ưu tiên, cộng thêm điểm khuyến khích cho bạn ấy. Hoặc là các bạn có giải nhất nhì ba cấp tỉnh, chúng tôi cũng quy đổi ra điểm tương ứng để cộng thêm điểm khuyến khích cho bạn. Ngoài ra thì cộng điểm theo đối tượng, theo khu vực thì thực hiện theo đúng quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo. Đấy là những cái ưu tiên mà các bạn thí sinh cũng rất là nên lưu ý. Các cái chứng chỉ IELTS, các cái giải quốc gia, giải khuyến khích quốc gia, rồi giải nhất nhì ba cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ấy, các bạn cũng nên nộp về học viện để được cộng điểm ưu tiên, cộng điểm khuyến khích, cho dù là bạn xét bằng phương thức nào. Xét bằng bằng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông hay là xét bằng học bạ, thì tất cả những cái giải mà các bạn đã tích lũy được trong quá trình phấn đấu học tập bậc trung học phổ thông thì chúng tôi đều ghi nhận và chúng tôi chuyển hóa nó thành điểm ưu tiên để có thể tuyển các bạn vào học viện. Vâng ạ, xin cảm ơn cô Thủy. Thưa cô Hiền, thì thực ra tôi thì là một người rất là thích ngành quan hệ công chúng, nó tắt là PR đúng không ạ? Vậy thì cô có thể chia sẻ thêm các thông tin cũng như là chỉ tiêu tuyển sinh của ngành không ạ? Cũng như cô Thủy vừa mới chia sẻ cũng rất là đầy đủ đúng không ạ? Cảm ơn cô Thủy vì chúng ta thấy một cái bức tranh về cái việc chỉ tiêu tuyển sinh của Học viện Báo chí Tuyên truyền. Thì riêng đối với cái việc chỉ tiêu đối với cái ngành quan hệ công chúng của chúng tôi thì chúng tôi có chỉ tiêu dành cho chương trình chất lượng cao truyền thông marketing là 80 chỉ tiêu, đối với quan hệ công chúng chuyên nghiệp thì là 50 chỉ tiêu và đối với quảng cáo là 40 chỉ tiêu. Trong đó thì chúng tôi cũng sẽ có những cái phần trăm dành cho những bạn mà có điểm IELTS
đạt điều kiện như là cái quy định tuyển sinh của trường và được tuyển thẳng. Và đặc biệt là đối với chương trình của chúng tôi thì các bạn có lợi thế về tiếng Anh nhân đôi sẽ là một cái cơ hội rất là tốt. Năm vừa rồi thì các bạn cũng biết rằng là cái điểm chuẩn của chúng tôi vào trong các cái ngành ý thì nó dao động. Ví dụ như là đối với ngành quảng cáo thì nó có thể bắt đầu từ điểm từ 32 điểm cho đến 34-35 điểm. Nhưng mà quan hệ công chúng của chúng tôi thì có thể là từ 33 điểm cho đến tầm 36 hơn. Và đối với chương trình ngành truyền thông marketing chất lượng cao thì điểm chuẩn cao nhất đã đến 36 điểm 75 nếu nhân đôi tiếng Anh. Như vậy là các bạn cũng có rất nhiều cơ hội để vào. Và nếu như các bạn lo lắng là điểm chuẩn của mình không biết là mình có đạt được như vậy hay không, mình không phải là thế mạnh lắm về tiếng Anh, về toán hay là về văn, nhưng mà mình thì tiếng Anh mình rất là tốt, thì chúng tôi còn có một lựa chọn rất là tuyệt vời cho các bạn, đó là chương trình cử nhân quốc tế, quảng cáo PR và thương hiệu. Thì với chương trình này thì các bạn đặt điểm IELTS từ 6.0 trở lên và các bạn được gọi là tốt nghiệp cái kỳ thi trung học phổ thông thì các bạn hoàn toàn xứng đáng để có thể được vượt qua cái vòng phỏng vấn thì sẽ được vào học với chương trình của chúng tôi. Vậy là các em thân mến, như thầy Tuấn luôn nói thì là ở bây giờ mà ở bậc phổ thông mình học IELTS thì rất là lời. Và thưa cô, thì tôi vừa nhận được một câu hỏi mà cũng rất là thật của một học sinh, đó là em là sinh viên khối A thì không biết là em có thể thi tuyển được vào ngành với khoa quan hệ công chúng không ạ? Thì không biết là cô có thể chia sẻ là cái khoa của mình thì tuyển sinh những khối nào không ạ? Có lẽ là tí nữa thì cô Thủy sẽ còn có những cái thông tin chi tiết hơn. Tuy nhiên là có thể trả lời một cách ngắn gọn với bạn là bạn nếu như mà bạn là khối A1 thì bạn tức là gọi là nói là khối A thì cũng hoàn toàn đúng, mà bạn phải bao gồm cái tổ hợp là toán văn Anh thì bạn sẽ chắc chắn là có là khối D là bạn có khả năng. Còn khối A thì chúng tôi có lẽ là chưa có gọi là cái mở cái phần gọi là chỉ tiêu cho các bạn khối A. Cho tôi bổ sung thêm một chút làm rõ ý của cô Hiền. Thực ra thì như thế này, khi tốt nghiệp trung học phổ thông thì kiểu gì em cũng sẽ phải thi môn toán văn. Chính xác ạ. Tiếng Anh thì chắc là cũng phải thi rồi. Vậy là em đã có được 3 môn để có thể xét tuyển vào ngành quan hệ công chúng của cô Hiền. Ngoài ra thì em học khối A có nghĩa là em sẽ có bài thi khoa học tự nhiên. Mà nếu xét bằng tổ hợp toán văn khoa học tự nhiên vào khoa cô Hiền thì sẽ là một lợi thế rất lớn. Bởi vì là cái điểm chuẩn trúng tuyển thì nó sẽ căn cứ vào từng tổ hợp, căn cứ vào số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển ở tổ hợp ấy. Mà với một cái đặc thù là trường thiên về khối khoa học xã hội và nhân văn thì cái nhóm thí sinh mà xét tuyển bằng tổ hợp khoa học tự nhiên và học viện thì nó quả thực là hơi ít. Và khi hơi ít như vậy thì đó sẽ là lợi thế rất lớn cho em nếu như mà em đăng ký xét tuyển bằng tổ hợp này vào khoa của cô Hiền. Nếu mà em theo dõi điểm chuẩn của các năm trước với từng tổ hợp cụ thể, em sẽ thấy là điểm chuẩn của cái tổ hợp này nó sẽ thấp hơn một chút so với các cái tổ hợp còn lại, nhất là cái tổ hợp toán văn Anh D01. Vậy thì thưa cô Hiền, thì đối với khoa quan hệ công chúng và quảng cáo thì đâu là điểm đặc biệt để thu hút các bạn học sinh ạ? Trên thực tế thì là điều đầu tiên đó là các bạn sinh viên, các bạn học sinh mà đang có những cái mong muốn được thực hành các cái hoạt động truyền thông như là tổ chức sự kiện này, như là gọi là xây dựng thương hiệu này, các bạn đang có một cái dự án rất là nhỏ và mình muốn quảng bá cái điều đó, hoặc là thậm chí có những bạn được mơ ước là mình trở thành những người gọi là tham gia vào cái lĩnh vực là quản lý ông bầu, hay là những cái việc như là mình thực hiện những cái dự án vì cộng đồng chẳng hạn, bảo vệ môi trường, thì các bạn hoàn toàn là những người rất là phù hợp để vào học. Và đấy cũng là lý do vì sao mà các bạn rất là yêu thích với cái ngành này. Cái đầu ra của ngành này thì nó cũng rất là rộng. Ví dụ như là bản thân các bạn khi mà ra trường thì đối với những bạn mà làm agency nhé, làm những cái cơ quan, những cái doanh nghiệp mà gọi là thuần túy là để mà gọi là phục vụ các cái dịch vụ liên quan đến hoạt động truyền thông và PR quảng cáo, thì các bạn hoàn toàn có thể làm ở các cái vị trí như là account manager, tức là những người quản lý về khách hàng, hay là các bạn làm bộ phận creative director là những người mà gọi là giám đốc về sáng tạo, hoặc là các bạn làm về nội dung, làm content, làm idea, làm ý tưởng, hay là các bạn làm những cái bộ phận ví dụ như là về production, tức là sản xuất các sản phẩm truyền thông. Thì đấy là cái đầu ra của các bạn đối với những bạn làm agency. Còn các bạn làm những cái bộ phận truyền thông của các cái cơ quan doanh nghiệp hiện nay thì họ hoàn toàn có thể làm rất nhiều những cái việc khác nữa, như là làm quan hệ báo chí, hay là các bạn cũng có thể làm các cái hoạt động khác liên quan đến phần truyền thông của các cái tổ chức khác nhau. Và tại sao chúng tôi lại có một cái đầu ra tốt như vậy? Bởi vì là rõ ràng hiện nay thì việc đào tạo cái ngành truyền thông ở trong khoa và trong nhà trường thì thực ra không phải chỉ khoa quan hệ công chúng và quảng cáo, mà các khối ngành nghiệp vụ về báo chí truyền thông ở trong trường thì cũng nhấn mạnh đến cái vấn đề thực hành cho các em. Và trong cái quá trình mà kết nối với gọi là các cái doanh nghiệp thì các bạn đã có cái cơ hội được, ví dụ như là các bạn được chạy những cái sự kiện thực sự
chạy những cái chiến dịch truyền thông thực sự. Thậm chí là ở trong trường thì có một cái hệ thống studio để cho các bạn có thể vào phòng quay, làm dẫn chương trình, làm MC, làm bình luận viên, biên tập viên. Hay là các bạn có cơ hội được gọi là thành lập ra các cái câu lạc bộ, mà ở đây thì có em Minh Phương cũng là chủ tịch câu lạc bộ CSC, câu lạc bộ truyền thông của khoa và của nhà trường, thì bạn ấy cũng rất là hiểu rõ là cái môi trường, một trong những cái môi trường mà nhà trường tạo ra đó là các em được như là được đưa vào lò luyện, và các em được tự bơi, được được có cái khả năng được trải nghiệm thực hành thực tế đối với những cái hoạt động truyền thông. Thì tôi nghĩ rằng đấy cũng chính là lý do mà nó thu hút tất cả các em. Một trong những cái điểm nữa là cái hoạt động thực hành của các em, tức là ngoài cái việc làm các cái hoạt động bài tập thực hành đó thì các bạn cũng có được những cái môn học đi thực tập, đi kiến tập, và các bạn đến các cái doanh nghiệp, các cái công ty. Và ngoài ra chúng tôi có những cái chương trình như chất lượng cao thì chúng tôi cũng đưa các cái đoàn các em sinh viên đi nước ngoài để cho các em được trải nghiệm những các cái tập đoàn truyền thông ở nước ngoài. Ví dụ như trước đây thì chúng tôi có đưa đi đến tập đoàn, các cái tập đoàn ở bên Hàn Quốc như là Cheon Hàn Quốc, hoặc là kể cả đến đài KBS, các cái đài nổi tiếng ở Hàn Quốc, để các bạn được thực hành và được trải nghiệm các cái hoạt động đó. Thì ngoài ra thì mới đây thì ví dụ như trong các cái môn học của chúng tôi cũng có những cái cơ hội để kết nối với những headhunter, những người mà gọi là nhà tuyển dụng. Và mới đây thì sinh viên của khoa đã có cơ hội được trúng tuyển vào làm intern cho Nelson Việt Nam, là một trong những công ty nghiên cứu thị trường rất là nổi tiếng, rất là chuyên nghiệp. Thì tôi cũng hy vọng rằng là với cái cách đào tạo như vậy thì các em khi vào học sẽ cảm thấy rất là xứng đáng với cái sự lựa chọn của mình. Theo như cô Hiền chia sẻ, nếu mà được đi sang Hàn rồi được tham quan đài KBS nữa thì thầy cũng muốn thi lại cảnh đấy các em ạ. Và thưa cô, thì là như tôi tìm hiểu thì là về mức học phí của trường năm ngoái thì có mức học đại trà là 276.000 đồng một tín chỉ, đúng không ạ? Vậy thì cô có thể chia sẻ thêm về cái mức học phí dự kiến của năm nay của hai chương trình đại trà và chất lượng cao không ạ? Để tôi trả lời câu hỏi này ạ. Năm nay thì nhà trường vẫn dự kiến là duy trì ổn định cái mức học phí này. Mặc dù theo lộ trình mà Bộ Tài chính cho phép thì là mỗi năm có quyền tăng tối đa là 10% học phí. Nhưng mà chủ trương của lãnh đạo học viện năm nay là mức học phí vẫn giữ nguyên 276.000 một tín chỉ với hệ đại trà và 771.000 một tín chỉ với hệ chất lượng cao. Tôi phải chia sẻ là như thế này ạ. Cái học phí ở bậc đại học ấy thì nó không giống như là ở bậc phổ thông, tức là thu theo tháng, thu theo học kỳ, mà nó sẽ phụ thuộc vào số tín chỉ sinh viên đăng ký học trong kỳ đó. Sinh viên được quyền chủ động chọn là kỳ này em học bao nhiêu tín chỉ. Em có thể học với tiến độ nhanh để ra trường sớm hơn các bạn, ít nhất là 1 năm. Hoặc là em có thể kéo dài cái thời gian học tập của em thêm 2 năm so với cái thời gian chuẩn dự kiến cho bậc đào tạo ở đại học là 4 năm. Tức là thời gian học bậc đại học nó có thể dao động từ 3 năm đến 6 năm. Và vì vậy thì học phí trong từng học kỳ, trong từng năm học nó sẽ được xác định tùy thuộc vào số tín chỉ em đăng ký học trong học kỳ đó. Và mức học phí của một tín chỉ hệ đại trà là 276.000, hệ chất lượng cao là 771.000. Tuy nhiên thì còn có cái mức học phí của cái chương trình liên kết quốc tế thì chắc là lát nữa phải nhờ cô Hiền nói rõ hơn. Nhưng mà tôi cũng muốn nhờ cô Hiền nói rõ thêm là cái khác biệt giữa đào tạo hệ đại trà với hệ chất lượng cao nó không chỉ nằm ở học phí đâu ạ. Mà còn có những cái điểm rất hay ho khác mà xin nhờ cô Hiền chia sẻ một cách cụ thể hơn để các em thí sinh có thể hiểu rõ hơn những cái khác biệt này. Vâng, cảm ơn cô Thủy và thầy Anh Tuấn. Đối với cái học phí thì đối với chương trình cử nhân quốc tế của chúng tôi, có lẽ là cô Thủy nói từ đầu về trường đảng của chúng tôi cũng có rất là nhiều những cái điểm ưu việt. Mà một trong những cái điểm ưu việt đó là khi đào tạo thì mình cũng nhấn mạnh đến chất lượng. Và học phí là một cái gọi là điểm cạnh tranh khi mà chúng tôi không nâng cái học phí lên để đảm bảo rằng là cái quyền lợi về dịch vụ học tập được đến với mọi người, mọi nhà trong cả nước. Chính vì thế cho nên ngay cả cái chương trình cử nhân quốc tế, chương trình của chúng tôi là chương trình nhượng quyền, gọi là chương trình cử nhân quốc tế quảng cáo PR và thương hiệu của Đại học Middlesex tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, thì cái chương trình này nó cũng có rất là nhiều các cơ sở trên cả nước, trên thế giới. Và cái chương trình này thì nó được nhập khẩu nguyên chiếc, và cái các bạn mà tốt nghiệp thì có cơ hội được nhận bằng cử nhân, gọi là bằng cử nhân quốc tế, bằng quốc tế như là ở bên Anh luôn. Thế thì mặc dù cái chương trình nó rất là hay như vậy, nhưng mà cái học phí của nó thì mỗi một
một năm học của chúng tôi ấy, thì chỉ rơi vào khoảng tầm 44 triệu. Và ngay những cái em đầu tiên mà trong cái năm đầu tiên mà ví dụ như khi các em đăng ký vào nhập học ấy, mà các em vượt qua cái vòng phỏng vấn và những cái kỳ thi tranh tài của chúng tôi thì chúng tôi cũng hoàn toàn có trao cơ hội cho các em để các em được nhận học bổng toàn phần cho cái học kỳ đầu tiên đó. Thế thì với 3 năm mà các em học chương trình chuyên ngành thì các em hoàn toàn cái số tiền này nó cũng là một số tiền mà cũng không là quá là đắt đỏ. Thế và cái câu hỏi của cô Thủy lúc nãy có trao cơ hội cho tôi được nói thì cũng là một cái câu hỏi rất là hay, đó là vậy thì cái sự khác nhau giữa hai chương trình đại trà chất lượng cao và thậm chí là đối với chương trình quốc tế nó là cái gì, thì nó rất là khác nhau. Ở đây thì có lẽ là chất lượng đầu ra thì đảm bảo phải là chất lượng tốt nhất. Thế thì đối với chương trình chất lượng cao thì hiện nay chúng tôi nhấn mạnh vào cái việc là 30% cái nội dung môn học của chúng tôi phải là dạy bằng tiếng Anh. Và với ví dụ như chẳng hạn như đối với một chương trình của khoa tôi hay là rất nhiều khoa khác thì chúng tôi ví dụ như là có cái thế mạnh chẳng hạn như truyền thông marketing thì nó là một cái combo tổ hợp giữa truyền thông và marketing. Và các bạn khi tham gia vào học cái chương trình đó thì các bạn cũng sẽ có cái cơ hội là ví dụ như là tôi vừa mới chia sẻ lúc nãy là các bạn có được cơ hội được đi thực tế ở các cái cơ quan trong nước và ngoài nước. Và đối với cái việc mà xin việc thì các thầy cô gọi là đầu ra cho cái việc mà xin việc làm hoặc là thực tập ý, thì các thầy cô cũng sẽ tạo ra một cái network để cho các em sinh viên có cơ hội được lựa chọn, được phỏng vấn để đảm bảo được cái tiêu chuẩn và đạt được cái nhiệm vụ là các em có thể lọt vào vòng phỏng vấn để được thực tập và được đi làm ở các cái doanh nghiệp đó. Hoặc là đối với cái chương trình chất lượng cao thì về cơ sở vật chất của chúng tôi cũng phải đảm bảo những cái điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất của nhà trường. Và ngay trong chương trình thì các em có được những cái điều kiện ưu tiên như là các em sẽ được tham gia các cái hội thảo tổ chức mà chính các em cũng là cái người được đề xuất ra cái hội thảo đó, hay là các em được tham gia vào các cái đề tài nghiên cứu khoa học. Đấy, thì đấy là những cái và đặc điểm ưu tiên của chương trình chất lượng cao. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng tôi có một cái chương trình cử nhân quốc tế mà các anh, mà ở đây thì cả thầy cũng và các cô cũng có thể thấy là với chương trình cử nhân quốc tế một năm của chúng tôi, tức là 3 kỳ học chuyên ngành của chúng tôi thì chúng tôi có 12 môn học thôi. Như vậy là nó không quá nặng và chúng tôi với cái 12 môn học này thì các bạn tập trung vào học các môn học chuyên ngành luôn. Và trong các cái môn học chuyên ngành này thì các bạn có một học 100% bằng tiếng Anh. Và toàn bộ cái chương trình này là chúng tôi có là cái bản quyền của bên Anh gửi về, nhưng mà đồng thời cái đội ngũ giảng viên giảng dạy thì phải có nhiệm vụ localize, tức là phải địa phương hóa, bản địa hóa cái chương trình. Ví dụ như có rất nhiều những cái kiến thức, nội dung liên quan đến cái xu thế của ngành, của thị trường truyền thông, về vấn đề sáng tạo, về ngành công nghiệp sáng tạo, nhưng tuy nhiên là cũng phải đưa vào các cái ví dụ cụ thể là các cái chiến dịch ở Việt Nam như thế nào, hoạt động sáng tạo hướng tới cái công chúng là đối tượng Việt Nam thì phải có cái yếu tố đặc thù gì. Thì đấy chính là cái mà nó tạo ra những cái sự khác biệt giữa các cái chương trình với nhau. Như vậy là có thể thấy là các cái ngành học của Học viện Báo chí thì đạt rất nặng về tính thực hành, tức là mình học là mình sẽ thực hành luôn và không chỉ là học lý thuyết khô khan, đúng không ạ? Vâng ạ. Vậy thì có một câu hỏi mà các bậc phụ huynh rất là quan tâm, đó là về mức học bổng cũng như là nhà trường này có những cái phần hỗ trợ nào cho những cái gia đình mà gặp khó khăn hoặc chính sách không ạ? Cô Thủy có thể trả lời câu này không ạ? Vâng. Học bổng thì thường là 10% số sinh viên ở trong lớp mà đạt kết quả học tập cao nhất thì sẽ có học bổng khuyến khích. Học bổng khuyến khích thì tôi xin lỗi là tôi cũng không nhớ cái mức học bổng nó là bao nhiêu, nhưng mà hình như nó được hơn 1 triệu một tháng. Tính theo một học kỳ là 5 tháng. Đúng rồi. Còn cái học bổng của hệ chất lượng cao thì nó còn cao hơn nữa, nhưng mà cao cụ thể như thế nào thì quả thực là tôi cũng không nắm rõ lắm. Nhưng tóm lại là nó có cái loại học bổng khuyến khích học tập do nhà trường cấp cho 10% sinh viên có kết quả học tập tốt nhất. Đầu khóa học vào thì có học bổng dành cho thủ khoa. Ngoài ra thì có các cái học bổng tài trợ của các cơ quan, các cái tổ chức có liên kết với nhà trường. Liên quan đến gọi là các cái chế độ hỗ trợ với sinh viên, ví dụ như là sinh viên thuộc diện gia đình khó khăn, có xác nhận hộ nghèo của địa phương, sinh viên thuộc đối tượng gia đình chính sách, con liệt sĩ, con thương binh nặng, và một số những cái đối tượng có thể là có những cái tình huống khó khăn đặc biệt, con gia đình mồ côi cả cha lẫn mẹ chẳng hạn. Thì hàng năm nhà trường đều có những cái đợt mà xét duyệt để cấp cho các bạn ấy cái kinh phí hỗ trợ. Ngoài ra thì có thể có những cái tạo điều kiện khác, ví dụ như là cho sinh viên ở trong ký túc xá của học viện để có thể hỗ trợ cho các bạn ấy được phần nào.
Tôi cũng xin nói luôn là năm nay thì chắc là khóa mới, khóa 41 của học viện thì sẽ được vào ở trong ký túc xá mới, ký túc xá 12 tầng. Chắc là sẽ đủ chỗ để có thể đáp ứng được nhu cầu cho sinh viên khóa mới muốn vào ở trong ký túc xá. Còn quả thực thì trong những năm trước thì nhà trường khá là khó khăn trong việc bố trí chỗ ở trong ký túc xá cho sinh viên có nhu cầu. Vì thường là sinh viên của chúng tôi rất thích ở trong ký túc xá. Nó thuận tiện cho tất cả các cái hoạt động học tập cũng như là sinh hoạt tập thể, các cái hoạt động ngoại khóa mà nhà trường thì lại tổ chức rất nhiều những hoạt động kiểu như thế. Vâng, vâng, xin cảm ơn cô. Các em thân mến, nãy giờ chúng ta đã nghe được hai cô là cô Thủy và cô Hiền giới thiệu rất là rõ về những đặc điểm nổi bật của Học viện Báo chí rồi. Thì bây giờ để mà thay đổi không khí thì chúng ta sẽ cùng nghe một góc nhìn từ bạn sinh viên. Xin chào bạn Phương. Thì Phương ơi, em có thể chia sẻ được là cơ duyên cũng như động lực nào mà khiến em quyết tâm thi vào trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền không? Vâng ạ, một lần nữa thì em xin được gửi lời kính chào đến các bậc phụ huynh cũng như các em học sinh. Trước đây khi mà em đang theo học ở cái bậc học là trung học phổ thông thì đến những cái giai đoạn nứt rút là những cái giai đoạn mà chúng em phải tìm hiểu những cái ngành học mà mình muốn theo đuổi để đăng ký các cái gọi là nguyện vọng thì em có đã được tham khảo cũng như là đi qua một số những cái gọi là những cái buổi gọi là được vâng hướng nghiệp ấy ạ. Nhưng mà tuy nhiên thì khi mà em đi qua tất cả những cái buổi đấy thì em nhận ra là đối với những cái ngành mà nó khá là phổ thông như là ngành kinh tế này, sư phạm này, luật này hay là những cái ngành về tài chính thì nó lại không hoàn toàn là những cái ngành mà em yêu thích. Em không cảm thấy hứng thú với những cái ngành đấy. Và khi mà em soi xét lại bản thân mình thì em tự nhận thấy là bản thân em là một cái người mà thuộc cái tip khá là năng động. Và em mặc dù là lúc đấy chưa có hình dung rất là cụ thể hay là rõ ràng về ngành truyền thông hay là marketing đâu, nhưng mà em cũng đã được nhìn thấy những cái hoạt động truyền thông marketing ở xung quanh rất là nhiều rồi mà. Và nên là em cũng thử tưởng tượng là nếu như đặt mình vào một cái ngành mà sáng tạo và năng động như vậy thì liệu bản thân mình có hợp hay không. Và cùng với một cái lúc đấy thì em cũng đã tìm kiếm rất là nhiều những cái lời tư vấn từ những cái anh chị đi trước ấy, thì em cũng đã có được một cái lời khuyên rất là chân thành từ một vị tiền bối mà bây giờ cũng đang theo học ở khoa quan hệ công chúng và quảng cáo luôn, ở lớp truyền thông marketing và hơn em một khóa. Và sau khi mà nghe những cái lời tư vấn đấy thì em thực sự cảm thấy là có lẽ với những cái tính cách của mình, cái niềm đam mê yêu thích của mình thì có lẽ là mình nên chọn theo cái hướng truyền thông marketing. Và vì vậy là em đã đi tìm những cái trường mà có thể đào tạo hàng đầu về ngành truyền thông marketing, về ngành báo chí truyền thông. Và em có tìm ra được khoa quan hệ công chúng và quảng cáo của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Và từ đấy là em đã đăng ký luôn. Và em hầu như để tất cả các nguyện vọng đều là của trường Học viện Báo chí Tuyên truyền cũng như là khoa này luôn ạ. Có thể thấy là những cái kinh nghiệm từ những người đi trước rất là quan trọng. Và nếu như các em học sinh, bạn nào mà còn cảm thấy hoang mang lo lắng thì các em có thể vào Facebook của chị Minh Phương để có thể hỏi han thêm, hoặc là các em có thể vào Facebook của Học viện Báo chí Tuyên truyền ấy, thì cũng sẽ có rất nhiều cái thông tin cũng như là các thầy cô sẵn sàng giải đáp các em. Và một điều nữa mà thầy nghĩ là các em cũng rất quan tâm, đó là sau khi mình đã học rất là nặng ở bậc phổ thông để mà thi đại học rồi ấy, thì không biết là khi mà lên vào chuyên ngành tại trường báo thì có nặng không? Thì câu này cũng xin mời bạn Phương, bạn có thể chia sẻ. Khi mà mới vào học ấy thì mình sẽ suy nghĩ là không biết là khi mà mình học báo chí truyền thông rồi thì nó có gần với cả những cái gì mà mình tưởng tượng thực tế. Ví dụ như mấy chị ở trên làm MC này, mấy chị làm biên tập viên trên VTV này, rồi là những cái gì mà mình có thể tưởng tượng ra ấy. Nhưng mà thực tế á, là mình phải có một khoảng thời gian đầu tư rất là lớn, là khoảng thời gian năm nhất và năm hai. Mình phải được các thầy cô truyền đạt cho mình những cái kiến thức liên quan đến kiến thức nền về marketing truyền thông và báo chí đấy. Thì sau đấy thì lúc ban đầu mới vào thì mình cũng cảm thấy khá là wow, kiểu là wow luôn ý. Wow ở đây không phải là cảm thấy nặng nề hay là khó nhọc, mà là wow vì nó rất là mới mẻ và nó rất là chuyên nghiệp. Mình chưa bao giờ được trải qua những cái kiến thức hay là những cái quá trình đào tạo như thế cả. Và ban đầu thì nếu như bản thân mình thì mình cũng thấy là có thể hơi ngợp một chút. Nhưng mà khi mà mình đã học được một thời gian rồi thì mình cảm thấy là wow, đây chính là môi trường đại học, đây chính là cái nhịp điệu của ngành truyền thông marketing. Vì thế nên cái quá trình học thì mình cũng nhận ra là nó có vất vả nhưng mà nó đáng. Bởi vì là ngành truyền thông marketing là phải như vậy. Vậy thì chắc chắn là học ở trường báo thì sẽ có rất là nhiều kỷ niệm thú vị, được không? Em có thể chia sẻ được những cái áp lực này, hoặc là những cái kỷ niệm vui, hoặc là những cái kinh nghiệm, hoặc là những mối quan hệ quý báu mà mình đã tích góp được trong quá trình học tập tại trường không?
Khi mà theo học tại Học viện Báo chí Tuyên truyền ấy, thì cái cảm quan chung của em về tất cả những mối quan hệ xung quanh đấy là thực sự mọi người rất là năng động và cởi mở. Chính vì thế cho nên là cái việc mà để mình có thể làm quen với môi trường ấy, em nghĩ là nó không phải là quá khó, dù là tính cách của bạn là như thế nào. Bởi vì là thực sự là thầy cô này hay là những cái người bạn cùng lớp với mình là những cái bạn rất cởi mở. Và khi mà mới bắt đầu vào ấy thì mình cũng đã được kiểu tạo thành những cái nhóm bài tập nhỏ ấy ạ. Và vì thế cho nên khi mà nói về các mối quan hệ bạn bè thì em cảm thấy là học ở Học viện Báo chí Tuyên truyền là rất là tuyệt vời. Tại vì ở đây có nuôi dưỡng lên cho mình những cái tình bạn rất là đẹp ấy. Và khi mà hoạt động tại trường thì như cô Hiền và cô Thủy cũng đã chia sẻ đấy là có rất là nhiều những cái sự kiện được trường, được thầy cô tổ chức. Ví dụ như các sự kiện khi mà em mới vào trường thì em đã được gặp ngay một cái sự kiện đấy là sự kiện chào ca. Đấy là cái sự kiện mà chào khóa mới cho tất cả các tân sinh viên từng khóa theo từng năm. Và đặc biệt ở một cái đấy là không chỉ có cái sự kiện mà chào cho chung tất cả các bạn tân sinh viên mà mỗi một khoa lại cũng đều có một cái sự kiện chào tân sinh viên riêng. Và chính vì thế cho nên là khi mà em mới vào trường thôi, em đã được cảm nhận một cái không khí rất là sôi động chào đón của tất cả mọi người ấy. Và từ đấy cũng đã truyền cho em cái năng lượng là wow, đúng là trường báo khác, cho nên là bất kỳ cái sự kiện nào nó cũng tuyệt vời, nó cũng sôi động như thế. Và khi mà theo học rồi thì như mọi người có biết đấy là em học về chuyên ngành đấy là quan hệ công chúng và quảng cáo. Và trong khoa của chúng em thì có câu lạc bộ chuyên môn đấy là câu lạc bộ kỹ năng truyền thông trực thuộc khoa. Chính vì vậy cho nên là bởi vì muốn trau dồi bản thân hơn nữa nên em đã chủ động là đăng ký vào câu lạc bộ, thi tuyển các thứ đấy. Xong rồi khi mà em vào rồi thì cũng đã được thực hiện rất nhiều những cái sự kiện thực tế. Ví dụ như những sự kiện khá là nổi tiếng, ví dụ như là được khoa bảo trợ này, được khoa giúp đỡ đấy là các sự kiện như là cuộc thi thiết kế sáng tạo này, hoặc là sự kiện Teen Talk này, là cuộc thi hùng biện tiếng Anh dành cho các bạn học sinh cấp 3, là những cái sự kiện mà em rất là nổi bật và đã được trải qua. Thì trong khoảng thời gian đầu khi mới làm sự kiện thì với một sinh viên trước giờ mà chưa làm sự kiện nào thì sẽ gặp khá là nhiều khó khăn đấy. Bởi vì chúng em sẽ phải có cái tư duy chuyên nghiệp hơn khi mà làm sự kiện, và mới đầu thì sẽ có những khó khăn nhất định, những cái áp lực, những cái mệt mỏi. Nhưng mà có sự hướng dẫn của thầy cô cũng như là có những bạn bè ở bên cạnh, cũng như có những cái anh chị đi trước ấy ạ, hướng dẫn, thì hầu như sự kiện nó đều diễn ra khá là suôn sẻ. Và từ đấy thì chúng em học được rất là nhiều những cái điều tích lũy riêng cho bản thân mình đấy. Cô cũng muốn bổ sung là Minh Phương chắc chắn là sẽ còn nhớ cái kỷ niệm mà khi Minh Phương cùng với các bạn tham gia vào, Minh Phương làm ban tổ chức luôn, thì các bạn phải vật lộn như thế nào để xin được tài trợ, đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Cuộc thi của bên Creative Hunter hiện nay CSC có một cái chuỗi sự kiện mà đi theo năm. Và cái năm ngoái, mùa năm ngoái đến mùa năm nay thì cái cuộc thi về thiết kế sáng tạo này, các bạn đã thu hút được các thí sinh không phải chỉ của Học viện Báo chí Tuyên truyền, không phải chỉ của khoa, mà còn cả các thí sinh của toàn miền Bắc nữa. Có rất nhiều các bạn thí sinh ở miền Nam nhưng mà không có điều kiện được bay ra. Vâng, đúng rồi ạ. Vì cái cuộc thi vừa rồi đã cũng với cái đội hình ban giám khảo cũng khá là hùng hậu từ các cái nhà thiết kế khá là chuyên nghiệp trong cả nước, thì chắc chắn là Phương sẽ không thể quên được những cái kỷ niệm của những sinh tài trợ, đúng không? Đúng rồi ạ. Sinh viên khi mà làm sự kiện thì bọn chúng em được các thầy cô là muốn chúng em có cái cơ hội tự bơi và tự thử sức với những gì chúng mình đã đặt ra. Chúng em tự đưa ra nội dung, đúng không ạ? Thì tại sao chúng em không thử tự thực hiện nó xem? Vì sau này khi chúng em ra môi trường bên ngoài thì chúng em cũng sẽ là người làm từ đầu đến cuối những cái sự kiện như thế. Và thế là với những cái sinh viên non nớt như bọn em, chúng em đã bắt đầu đi xin tài trợ này, lên ý tưởng này, chạy truyền thông này, làm về production này, quay dựng này đấy. Và đấy là những khoảng thời gian mà rất là đáng nhớ, bởi vì đặc biệt là cái hoạt động mà xin tài trợ, vì em thì em xuất phát là từ ban đối ngoại của câu lạc bộ. Thế là em cọ sát rất nhiều với các hoạt động tài trợ, các đối tác, các doanh nghiệp. Và từ đấy thì cũng tích lũy được cho mình rất là nhiều những cái điều bổ ích, không phải chỉ là kiến thức đâu ạ, mà đấy chính là vốn sống. Và sau khi mà em làm những cái sự kiện này xong thì em tự nhận thấy là cái tư duy của mình, cái nhận thức của mình về cuộc sống và cái lối sống của mình đã thay đổi ít nhiều, và nó theo hướng tích cực lên rất là nhiều. Vậy thì có thể thấy là sinh viên trường báo nói chung cũng như là sinh viên của khoa quan hệ công chúng và quảng cáo nói riêng thì có một đời sống rất là sôi nổi và đáng nhớ, đúng không? Vậy thì nếu như được chọn lại lần nữa thì em có chọn trường báo không? Như em đã chia sẻ đấy ạ, thì như cá nhân em thì lúc mà em tìm hiểu những cái ngành đào tạo về truyền thông marketing thì em đã bị ấn tượng ngay về Học viện Báo chí Tuyên truyền rồi. Vẫn chọn trường báo, đúng không? Nếu cá nhân em thì chắc chắn là em sẽ chọn vẫn là Học viện Báo chí Tuyên truyền. Tất nhiên bây giờ các bạn học sinh, các bạn còn có nhiều lựa chọn hơn nữa.
Thì mình nghĩ là các bạn sẽ, để mà có thể chọn được một cái môi trường phù hợp với bản thân mình, thì các bạn nên tham khảo ở nhiều nguồn, từ website này, từ các group tư vấn tuyển sinh của các trường này, thậm chí đến các cái buổi gọi là open tour của các trường đại học. Rồi là có thể tham khảo từ những anh chị đi trước để có thể tìm được cái môi trường nào mà thực sự phù hợp với cả bản thân mình. Vậy là đây chính là lời khuyên của bạn Minh Phương là chúng ta nhé, nếu như bạn nào mà có đang ngấp nghé muốn thi vào trường báo chí thì hãy đừng bao giờ quên các kênh thông tin của trường cũng như là của các thầy cô để có thể là trang bị cho mình những kiến thức tốt nhất. Và quay trở lại về các thông tin của trường thì là thưa cô, thưa hai cô, thì là sinh viên theo học tại trường đến năm mấy thì sẽ có cơ hội được đi thực tập, thực hành, cũng như là cô có thể chia sẻ về cái tỷ lệ việc làm của sinh viên ra trường không ạ? Gần đây thì Học viện Báo chí Tuyên truyền thường xuyên có cái kế hoạch đổi mới, hoàn thiện chương trình đào tạo. Trong đó thì cái mục tiêu của chúng tôi là cố gắng giảm các cái môn học và cái số tiết học lý thuyết, tăng cường thời lượng của thực tế, thực tập, thực hành. Tức là chúng tôi cố gắng đào tạo sinh viên trong môi trường làm nghề. Cho nên là trong kế hoạch đào tạo của chúng tôi ấy, thì năm thứ hai sinh viên đã có một cái đợt thực tế chính trị xã hội, tức là chúng tôi gửi sinh viên về các địa phương, về các cái cơ quan doanh nghiệp, các cái đơn vị hoạt động trong từng lĩnh vực cụ thể, để sinh viên bắt đầu có những cái thông tin sơ bộ, hình dung về cái ngành nghề cũng như là lĩnh vực mà các bạn ấy học tập. Đến năm thứ 3 thì chúng tôi có một cái đợt gọi là đợt kiến tập, tức là sinh viên sẽ theo dõi một cách rất là cụ thể cái nội dung công việc sau này các bạn ấy sẽ làm. Còn đến năm thứ 4 nó sẽ là đợt thực tập nghề nghiệp, thực tập tốt nghiệp. Các bạn ấy sẽ thử làm những nội dung công việc mà sau này các bạn ấy sẽ làm. Ngoài ra thì trong từng môn học cụ thể thì sẽ có những tiết học, sẽ có những khoảng thời gian mà giảng viên đặt ra những yêu cầu liên quan đến kiến thức thực tế mà các bạn ấy cũng sẽ phải xâm nhập vào trong cái đời sống thực tế, thực tiễn của môn học đấy. Nãy giờ thì chúng ta nói nhiều đến cái khối ngành báo chí truyền thông, nhưng mà cũng không thể quên một cái thế mạnh thứ hai của học viện, đấy là cái nhóm ngành lý luận chính trị. Chúng tôi đào tạo nên giảng viên giảng dạy trong hệ thống các trường đại học, cao đẳng liên quan đến các môn lý luận chính trị. Chúng tôi đào tạo nên những cán bộ hoạt động thực tiễn trong hệ thống chính trị các cấp, từ cấp cơ sở, xã phường cho đến cấp huyện, cấp tỉnh. Mà nếu mà điểm lại danh sách những cái vị lãnh đạo gọi là cựu sinh viên của học viện mà hiện đang nắm giữ những cái chức danh lãnh đạo ở các cơ quan, các ban ngành, thậm chí là trong cái hệ thống chính trị ở các địa phương ấy, thì cũng có khá nhiều sinh viên, cựu sinh viên của Học viện Báo chí Tuyên truyền đấy ạ. Thế còn về cơ hội việc làm thì theo cái thống kê mới nhất, tức là hiện nay thì hàng năm chúng tôi đều phải làm cái báo cáo thống kê về tỷ lệ sinh viên có việc làm trong vòng 12 tháng kể từ khi tốt nghiệp. Nó phục vụ cho việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh của năm tiếp theo. Thế thì chúng ta biết rằng là năm 2020 vừa rồi là một cái năm mà kinh tế của cả nước, thậm chí là của cả thế giới bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid. Nhưng mà chúng tôi cũng có được những cái thống kê sơ bộ là trong số 1.327 sinh viên tốt nghiệp của năm 2020, tính đến nay là chưa đầy 12 tháng sau khi tốt nghiệp đâu, vì tháng 6 các bạn mới tốt nghiệp đợt thứ nhất, tháng 10 các bạn tốt nghiệp đợt thứ hai đấy, và tháng 12 chúng tôi xét thêm một đợt nữa bổ sung do cái lý do Covid ấy. Chúng tôi có 3 đợt tốt nghiệp vào năm ngoái. 1.327 sinh viên tốt nghiệp thì chúng tôi đã có 905 sinh viên có việc làm của năm 2020. Vậy là tỷ lệ rất là cao đúng không ạ? Phải đặt nó trong cái bối cảnh của năm 2020, năm Covid, năm dịch bệnh. Nhưng chúng tôi rất là tự hào về cái tỷ lệ đó. Tôi cũng xin phép mà bổ sung thêm về cái phần liên quan đến cái thực tập và cũng cả là cái phần đối với cái tỷ lệ việc làm đối với khoa. Thì đối với cái phần thực tập như cô Thủy vừa mới nói cũng rất là đầy đủ và chính xác. Ở đây rõ ràng là nhà trường cũng đã rất là chú trọng đối với cái việc này. Tôi lấy ví dụ như ngay trong cái chương trình truyền thông marketing, chương trình chất lượng cao, hay là
các chương trình chất lượng cao của nhà trường hiện nay, thì kể cả các cái chương trình đại trà thì cũng có những cái môn học được gọi là thực tế kinh tế xã hội hoặc thực tế chính trị xã hội. Và với cái mục tiêu cái môn này, chẳng hạn như là các bạn sẽ phải được đi một cái chuyến đi đến tham quan các cái mô hình hoạt động, ví dụ như là ban tuyên giáo hoặc là ủy ban nhân dân thành phố của các địa phương, hoặc là các bạn đến với cơ quan báo chí cụ thể nào đó, hoặc các bạn đến các trường chính trị, hay là ví dụ như đối với phía ngành truyền thông thì các bạn có thể tham quan một cái mô hình của ví dụ như chúng tôi đã đến như là Le Pros chẳng hạn, hay là Clever Group, hay là các cái bên tổ chức như Viettel vân vân, thì đều là những cái đơn vị đối tác của các cái khoa đối nghiệp vụ về báo chí truyền thông, và các bạn có cơ hội được lắng nghe, được trải nghiệm, được tương tác với họ. Kể cả đối với cái chương trình gọi là quốc tế của chúng tôi thì chúng tôi cũng có những cái hoạt động như vậy. Và trước khi các bạn bước vào cái giai đoạn thực tập ý, thì các bạn có một cái giai đoạn được tập huấn. Các bạn sẽ có là phỏng vấn này, hồ sơ xin việc này, và các bạn sẽ có được thực hành các cái kỹ năng để các bạn trước khi đi thực tập như thế nào. Rồi có những cái bên là những nhà tuyển dụng họ đến họ phỏng vấn và họ quay trực tiếp, ghi hình trực tiếp. Sau đó thì các bạn nếu như đạt được yêu cầu của họ thì họ sẽ tuyển dụng các bạn luôn. Thì đấy sẽ chính là cái cơ hội thực tế để cho các bạn cảm thấy được cái độ nóng, cái sức nóng của cái việc tuyển dụng. Thứ hai nữa là liên quan đến cái tỷ lệ việc làm, thì như cô Thủy vừa mới nói, và thực ra là ở đây rõ ràng là rất nhiều các cái ngành ở trong trường thì cũng mặc dù trong giai đoạn Covid nhưng cũng đạt được cái chỉ tiêu. Ví dụ như ngay là ngành quan hệ công chúng, nếu mà để xét những cái tỷ lệ gọi là việc làm đúng ngành ấy thì là chiếm 90% các bạn là chọn đúng ngành. Còn đấy là chưa kể là có những bạn, gần như là rất nhiều bạn là có việc làm nhưng mà các bạn có thể chọn những cái ngành liên quan. Thì các cái nhóm ngành khác hiện nay cũng rất chú trọng cái việc này, và nhà trường cũng rất chú trọng đối với cái câu chuyện là nếu như mà cái ngành nào mà có cái vấn đề, có cái nguy cơ đối với cái việc tỷ lệ việc làm thì cũng sẽ phải xem xét lại để mà update cái chương trình và review chương trình. Có một điểm nữa mà tôi chỉ muốn bổ sung liên quan đến cái ý lúc nãy của Minh Phương và cô Thủy lúc nãy cũng nói, liên quan đến cái việc mà nhà trường hiện nay đang rất là tập trung cho cái hoạt động truyền thông, tuyển sinh để hướng đến các bạn sinh viên ấy. Thì rõ ràng là ngoài các cái nhóm ngành như truyền thông và lý luận thì còn có các nhóm ngành lý luận, thì nhà trường tổ chức rất là nhiều những cái đợt như là AJC Open Day, tức là những cái đợt tư vấn tuyển sinh. Và hiện nay thì trên trang page của Học viện Báo chí Tuyên truyền chúng tôi cũng đang tư vấn là chuỗi sự kiện bắt đầu từ tháng 3 là mùa bắt đầu chúng tôi chạy những cái sự kiện này, thì chúng tôi tư vấn về tất cả các cái ngành, kể cả ngành lý luận, kể cả các cái ngành về nghiệp vụ, để cho tất cả các bạn có một cái hình dung sơ bộ. Vì giai đoạn đầu là các bạn đang còn lựa chọn ngành và các bạn đang không biết là mình nên chọn ngành nào, thì các bạn hãy vào page của Học viện Báo chí Tuyên truyền, hay là tất cả các khoa thì đều có một cái page riêng để làm truyền thông cho khoa, khoa quan hệ công chúng này, khoa phát thanh truyền hình, viện báo chí, hay là các khối lý luận như là khoa chính trị học, đúng không ạ? Khoa triết, hay là các khoa quan hệ quốc tế vân vân. Thì đấy là tất cả những cái khoa mà chúng tôi cũng đang làm tư vấn tuyển sinh. Và ngoài ra chúng tôi cũng có cái cơ hội cho các bạn đến được gọi là đi gọi là AJC tour để đi tham quan trường, và thậm chí chúng tôi cũng đến thẳng trực tiếp các trường để tư vấn. Như hôm nay chúng tôi đến với Học Mãi cũng là một cái cơ hội để bắt một cái cầu nối để đến với các em học sinh của Học Mãi và những khán giả đang theo dõi chương trình của Học Mãi. Vậy là chúng ta có thể thấy là các hoạt động hướng nghiệp cũng như là về liên quan tới việc làm của trường báo rất là sôi nổi, đúng không ạ? Và ở đây thì tôi cũng mong cô có thể chia sẻ thêm về chương trình đào tạo sau đại học cho sinh viên được không ạ? Như đã chia sẻ, chúng tôi có 41 chương trình đào tạo bậc đại học, và cũng phải nhấn mạnh là Học viện Báo chí Tuyên truyền của chúng tôi đang đào tạo ở cả 3 bậc ạ. Với 41 chương trình đào tạo bậc đại học thì lên đến bậc thạc sĩ chúng tôi có 20 chương trình, và bậc tiến sĩ chúng tôi có 6 chương trình, và chuẩn bị có chương trình thứ 7 là chương trình của cô Minh Hiền với ngành quan hệ công chúng. Có lẽ là xin nhường lời cho cô Minh Hiền để cô ấy chia sẻ về các cái dự kiến rất là lớn lao mà cô đã ấp ủ trong suốt nhiều năm đào tạo cả 3 bậc đại học, thạc sĩ và tiến sĩ của ngành quan hệ công chúng. Vâng, cảm ơn cô Thủy. Thực ra thì đối với cái chương trình của cao học thì đại học thì chúng tôi cũng đã nói rồi. Cao học thì chúng tôi hiện nay cũng có 2 chuyên ngành, bao gồm là quản trị truyền thông và quan hệ công chúng chuyên nghiệp. Thì các cái ngành này chúng tôi đã đào tạo được gọi là cũng phải hơn 10 năm rồi. Thế và đến nay thì chúng tôi cũng thấy là cái nhiệm vụ của chúng tôi cũng sẽ phải đẩy mạnh hơn nữa để đẩy cái cấp học của chúng tôi đi xa hơn nữa, giúp cho cái ngành này có thể có cái sự phát triển hơn. Chúng tôi cũng đang gọi là cố gắng để hoàn thiện chương trình để mở ngành đào tạo cái chương trình tiến sĩ của ngành quan hệ công chúng, và hy vọng là nếu mà được Bộ Giáo dục thông qua thì trong năm tới đây, trong năm 2021 này, tôi sẽ chào đón được những cái tân gọi là nghiên cứu sinh đầu tiên đến học cái chương trình này, và có lẽ cũng sẽ là những nghiên cứu sinh về quan hệ công chúng và quản trị truyền thông đầu tiên trong cả nước. Chúng tôi cũng mong là như vậy. Như vậy là đào tạo bậc đại học thì
khoa Cô Hiền cũng là đơn vị đầu tiên đào tạo bậc thạc sĩ, cũng là bậc là đơn về vị gắn hệ công chúng, vâng. Và bây giờ đến bậc tiến sĩ cũng sẽ là đơn vị đi tiên phong trong lĩnh vực cũng đấy. Áp lực lắm đấy cô ạ. Và đấy cũng là một thành tựu rất nhưng mà tôi nghĩ rằng là cô cũng đã ấp ủ đủ chín trong cái khoảng thời gian đào tạo ở bậc đại học và thạc sĩ, vâng, để vâng có thể tiếp tục cái dự kiến của mình. Dạ vâng. Vâng, cảm ơn chia sẻ của cô Thủy và cô Hiền. À, bây giờ thì chương trình chỉ còn một ít phút nữa thôi thì tôi xin được dành thời gian cho phần Q&A, phần câu hỏi của các bạn học sinh. Đầu tiên ở đây tôi thấy có một câu hỏi thì nó khá là mông lung và mơ hồ, nhưng mà đấy cũng là đại diện cho cái tâm lý của các bạn học sinh bây giờ, là bây giờ rất nhiều bạn đang cảm thấy rất là mơ hồ về việc chọn ngành. Thì tôi xin được phép đọc ạ, là cô ơi, em làm thử đề 3 môn khối D1 được tầm 23 điểm và em thì lại biết một chút về chụp ảnh và quay phim, thì nên chọn chuyên ngành nào để có cơ hội cao đỗ vào trường ạ? Nghĩa là cô nào sẽ là như vậy là ấy. Là nghe nhạc hiệu thì có vẻ như bạn ấy đang quan tâm đến cái ngành báo chí rồi. Vâng. Nhưng mà câu chuyện đầu tiên là em sẽ phải dự thi năng khiếu báo chí tại trường. Em biết một chút về quay phim, em biết một chút về chụp ảnh, đấy là lợi thế của em. Bởi vì là với cái ngành báo chí thì em sẽ phải tham dự cái kỳ thi năng khiếu. Đấy là cơ hội để em bộc lộ toàn bộ những cái năng khiếu cũng như là những cái hiểu biết mà em đã tích lũy được, vì em đã có sẵn đam mê với ngành đấy rồi nên em mới có hiểu biết về chụp ảnh, về quay phim, đấy là lợi thế rồi. Vậy thì bây giờ em hãy bộc lộ nó để vượt qua kỳ thi năng khiếu báo chí, và chúc em may mắn để trở thành tân sinh viên ngành báo chí của học viện. Các thầy cô sẽ tiếp tục bổ sung thêm cho em những cái kiến thức, những cái kỹ năng liên quan đến lĩnh vực này để em có thể làm tốt được cái công việc mà em đam mê, mà em yêu thích. Còn cái việc em làm thử đề của 3 môn khối D1 thì em hãy sử dụng cái kết quả thi Trung học Phổ thông Quốc gia của 2 môn cộng với môn năng khiếu báo chí để xét tuyển. Môn bắt buộc với ngành báo chí sẽ là môn văn và môn năng khiếu báo chí. Còn 2 môn còn lại là môn toán và môn tiếng Anh, em đều có thể tạo thành 2 tổ hợp để xét tuyển vào ngành báo chí, tức là để tăng thêm cái cơ hội. Còn nói về việc là liệu có cơ hội đỗ hay không, nó hoàn toàn tùy thuộc vào em. Vì là nếu như bây giờ mà 3 tháng mình mở máy ra mình bứt tốc thì có khi là vẫn có thể là hoàn toàn đỗ, đúng không ạ? Vâng ạ. Và đây cũng là một câu hỏi mà thực sự là tâm trạng chung của các bạn học sinh bây giờ là rất là kiểu mơ hồ về việc là tư vấn chọn ngành, chọn trường. Vì vậy cho nên là những bạn nào mà có những câu hỏi còn tương tự như vậy hoặc là mình đang còn thắc mắc thì hãy nhớ là đặt câu hỏi ở đây. Nếu như trong thời lượng chương trình mà chúng ta không được giải đáp hết thì các thầy cô sẽ có thể là vào comment cho các em, hoặc là các em có thể vào trang fanpage của Học viện Báo chí cũng như là của từng khoa của cái trường báo mà các em muốn thi vào, đặt câu hỏi ở đấy thì thầy tin là các em sẽ được trả lời ngay lập tức. Và tiếp theo là câu hỏi thứ hai, bạn này thì đang quan tâm đến chương trình chất lượng cao và chương trình liên kết quốc tế. Thì em có nguyện vọng là đi du học ở Anh, tuy nhiên điều kiện kinh tế không cho phép, thì em nên chọn chương trình nào để có cơ hội nhận học bổng đi du học ạ? Có lẽ là cô nghĩ là câu hỏi này cũng có thể cô sẽ có thể trả lời được cho em. Thứ nhất là đối với cái chương trình chất lượng cao thì các em biết là về học phí của chương trình chất lượng cao nó cũng sẽ chỉ hơn chương trình đại trà, chương trình tiêu chuẩn một chút xíu thôi. Thì cái việc là đối với điều kiện kinh tế khó khăn các em hoàn toàn có thể lựa chọn chương trình chất lượng cao. Tuy nhiên là ngay kể cả cái chương trình cử nhân quốc tế của nhà trường thì cái mức học bổng học phí cho cái chương trình này nó cũng không phải là một cái mức học phí quá cao. Và nếu như em không có khả năng đi du học ở Anh thì việc du học tại chỗ, học chương trình cử nhân quốc tế là một lựa chọn cô nghĩ là thông minh, là khôn ngoan và phù hợp. Và đối với cái chương trình này thì nó có những cái gọi là combo, nó có những cái gọi là lựa chọn cho các em. Ví dụ như các em hoàn toàn có thể với những bạn mà hoàn toàn thích với chương trình, các bạn học 3 năm tại Việt Nam, nhưng mà cũng có những bạn thì rất muốn có một cái ước mơ là vẫn được đến Anh một lần, thì các bạn hoàn toàn có thể học 2+1, tức là 2 năm tại Việt Nam, 1 năm tại Anh, hoặc là 1+2, tức là 1 năm tại Việt Nam và 2 năm tại Anh. Thì các bạn đương nhiên rồi, nếu như mà học ở Việt Nam thì các bạn sẽ lấy cái học phí thì sẽ phải nộp theo cái chi phí ở Việt Nam, còn khi sang Anh thì các bạn sẽ phải đóng cái chi phí giống như là ở nước sở tại. Còn một cái điểm nữa là cái cơ hội nhận học bổng của các bạn, thì cô nghĩ rằng là các bạn học bất cứ một cái chương trình nào của nhà trường thì các bạn cũng vẫn có cơ hội nhận học bổng sau khi tốt nghiệp ra trường. Tôi lấy ví dụ như là các bạn hoàn toàn có thể là học xong cái chương trình cử nhân
của cả đại trà, của cả chất lượng cao và các chương trình quốc tế, thì các bạn học chuyển tiếp sang bên Anh, học một cái chương trình cao học ở bên đó và nhận học bổng ở chương trình đó. Thế còn ngay trong quá trình mà các bạn đang học, các bạn hoàn toàn có thể nhận học bổng ở trong trường. Còn cơ hội mà nhận học bổng của các cái chương trình nước ngoài thì cô nghĩ rằng là nó cũng có, và cái đấy thì cũng cần phải có một cái sự nỗ lực của các bạn. Ở trong trường thì các thầy cô cũng luôn luôn có những cái thông tin về học bổng cho các em, và cũng sẵn sàng thôi, nếu như mà các em đang học ở trường nhưng các em cảm thấy các em muốn được nhận học bổng để đi đâu đó, các thầy cô, các anh chị trong khóa, trong trường cũng sẽ chia sẻ. Tuy nhiên là hầu như tôi thấy là đã lựa chọn, đã quyết tâm đã học ở trường rồi thì thường là các bạn sẽ đợi học hết cái khóa học đó, sau đó mọi người mới nộp học bổng để học cao hơn. Và thực tế là ở bất cứ ngành nào, nhưng nếu như mình quyết tâm cố gắng học hành và mình đạt được cái điểm cao thì mình hoàn toàn có thể được học bổng, không chỉ là ngành này ngành kia mà là ngành nào cũng thế, đúng không ạ? Và có thể thấy là cái việc học hệ quốc tế hoặc là những cái hệ như là du học tại chỗ là một cái giải pháp rất là khôn ngoan bây giờ, mà mình có thể tiết kiệm được rất nhiều chi phí nhưng mà mình vẫn có thể là gọi là du học tại chỗ được. Và tiếp theo thì ở đây có một cái điểm đặc trưng của trường báo, đó là cái vấn về cái phần thi năng khiếu báo chí. Thì không biết là nhà trường đã công bố lịch thi chưa ạ? Thực ra thì lịch thi năng khiếu báo chí sẽ còn tùy thuộc vào cái lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Mà đến bây giờ thì Bộ Giáo dục Đào tạo chưa có thông tin chính thức về cái thời gian thi trung học phổ thông quốc gia, cũng như là lịch xét tuyển đại thông học thường là sau. Căn cứ kết quả thi trung học phổ thông. Vì vậy là hiện nay lịch thi của nhà trường mới chỉ là dự kiến thôi. Dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 10-11 tháng 7 năm 2021. Vậy là dự kiến là vào 11 cũng có thể là sẽ có những điều chỉnh như đã nói, tùy thuộc vào lịch thi của Bộ Giáo dục Đào tạo. Tiếp theo là một câu hỏi rất thú vị, đó là em nghe nói khi học ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền thì mình có cơ hội đi thực tập ở rất nhiều nơi, ví dụ như là ở Bộ Ngoại giao hoặc là ở Đài Truyền hình Việt Nam VTV đấy ạ. Thì không biết là cô có thể chia sẻ được là cơ hội đi thực tập và làm việc thực tế của sinh viên trong trường như thế nào không ạ? Lúc nãy thì cô Hiền cũng đã có chia sẻ về các cái địa điểm mà sinh viên có thể đến thực tế, thực tập, thực hành. Đấy là những cái địa điểm mà thầy Tuấn cũng vừa mới đề cập đấy ạ. Và cũng không chỉ dừng lại ở Bộ Ngoại giao hay là Đài Truyền hình, mà trong các cơ quan công quyền, tạm gọi thế đi ạ, trong hệ thống chính trị thì cũng là những nơi mà Học viện Báo chí Tuyên truyền sẽ gửi sinh viên đến thực tập. Các bạn ngành báo chí thì thường là sẽ đến các cái đài phát thanh, đài truyền hình của các tỉnh, rồi kể cả đài truyền hình trung ương, các cái kênh truyền hình kỹ thuật số, truyền hình cáp, thì cũng là những địa điểm mà học viện thường xuyên gửi sinh viên đến. Sinh viên có thể đến kiến tập, tức là xem các anh chị ở đài truyền hình họ làm việc như thế nào, để có những cái cảm nhận sơ bộ về nghề nghiệp. Và cái việc kiến tập này thì nó diễn ra vào năm thứ 3. Còn thực tập tức là tự mình làm những công việc của MC, của biên tập viên, như các anh chị lên hình ấy, thì nó là công việc của năm thứ 4. Như vậy là cơ hội hoàn toàn rộng mở cho các em. Vẫn còn khá nhiều câu hỏi nữa, nhưng mà thật đáng tiếc là thời lượng của chương trình thì không còn nữa. Và thầy rất là vui khi mà trường báo chí được nhận được rất là nhiều sự quan tâm của các bạn học sinh. Vậy thì bây giờ thì còn một ít phút nữa thì bây giờ thì thầy sẽ xin nhường lại và để cho các cô cũng như là bạn Minh Phương có những lời chúc để cho các em có thể vững tâm hơn trong kỳ thi sắp tới. Xin mời cô Hiền trước ạ. Xin chúc cho những chú dê vàng, những bạn thí sinh bước vào một cái kỳ thi với những cái lựa chọn chính xác về ngành học của mình và tham gia vào kỳ thi với sự tập trung cao độ để đạt kết quả cao nhất. Cánh cổng trường đại học của Học viện Báo chí Tuyên truyền đang chờ đón các em. Chúc các em thành công. Vâng ạ, xin mời cô Thủy. Cô có một chia sẻ như thế này. Thường thì các bạn thí sinh luôn luôn quan tâm là tỷ lệ chọi ngành đó là bao nhiêu, điểm chuẩn năm ngoái là bao nhiêu, và cảm thấy rất là lo lắng, băn khoăn là liệu mình có nên đặt nguyện vọng này là nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, nguyện vọng 3, làm thế nào để sắp xếp thứ tự ưu tiên cho có thể trúng tuyển được vào ngành mình mơ ước. Câu chuyện đầu tiên là em hãy cứ mơ ước đi và mạnh dạn với những mơ ước của mình, đừng có sợ gì cả. Bởi vì chúng ta không bị giới hạn bởi số lượng nguyện vọng đăng ký, và năm nay chúng ta lại còn được 3 lần điều chỉnh nguyện vọng theo như dự kiến đề án tuyển sinh, theo những cái dự kiến về quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục Đào tạo, những cái điểm mới ấy. Cho nên là đừng lo lắng gì cả, cứ mạnh dạn với mơ ước của mình và cháy hết mình với mơ ước đấy. Và xin mời bạn Minh Phương. Cuối cùng thì với bản thân em thì em là một sinh viên và cũng từng là một học sinh, tức là cái khoảng thời gian mà từ học sinh đến sinh viên của em vẫn đang còn gần ấy, thì em vẫn đang còn nhớ được những cảm xúc khi mà mình đăng ký tín chỉ hay là kiểu đăng ký nguyện vọng đi thi. Thì mình muốn
kiểu có một lời khuyên để đối với tất cả các bạn học sinh đang xem cái chương trình này, đấy là ví dụ như khi các bạn đang cảm thấy mông lung về việc là mình nên chọn ngành nào, mình nên học ở trường nào, thì các bạn hãy thử suy nghĩ xa hơn một chút, đấy là liệu bản thân mình thì sau này cái nghề nghiệp ấy mà mình mong muốn ấy, mà mình muốn được làm sẽ là những cái gì, và từ đấy khi từ những cái nghề nghiệp đấy các bạn tìm đến những ngành học thì nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Và cuối cùng thì với bản thân mình là một sinh viên của khoa quan hệ công chúng và quảng cáo, học viện báo chí tuyên truyền, thì mình rất mong là có thể được gặp các bạn là những khóa dưới, những em hậu bối của mình tại học viện báo chí tuyên truyền trong năm nay, cũng như là mong rằng sau này các em sẽ cùng có thể cùng với mình trở thành những marketer giỏi giang trong ngành. Các em thân mến, như vậy là chương trình tư vấn tuyển sinh đại học năm 2021 của Học Mãi phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến đây là hết. Một lần nữa xin được cảm ơn ba vị khách mời, và hy vọng là qua chương trình các bạn đã có thêm nhiều thông tin, kiến thức cũng như là vững tâm hơn trong chặng đường sắp tới. Và hãy luôn nhớ rằng bình tĩnh, tự tin thì mình sẽ chiến thắng. Và một lần nữa thì cảm ơn chúng ta và xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các em. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở Học viện Báo chí Tuyên truyền. Chào các em. Chào các em.